Xin chào các bạn, mình là ca sĩ Minh Trang Lily và hiện tại mình cũng đang là một giảng viên thanh nhạc. Nếu như bạn là người rất yêu âm nhạc và bạn đang muốn tìm cho mình một cách hát hay hơn, hấp dẫn hơn thì bạn đừng ngần ngại, hãy like, share và follow kênh của Minh Trang Lily nha. Như bạn đã biết rồi đấy, để thể hiện một ca khúc thành công thì ngoài cái yếu tố rằng bạn phải có một giọng hát hay, bẩm sinh, trời phú thì bạn cũng cần phải rèn luyện rất là nhiều và có rất nhiều yếu tố mới hình thành được một ca khúc. Thì một trong những yếu tố kết hợp và rất rất quan trọng để tạo nên một giọng hát hay cũng như là cái cách để cho bạn hát hay hơn đó chính là hơi thở. Và bạn đã biết cách lấy hơi thở trong thanh nhạc chưa? Vậy bây giờ Minh Trang Lily sẽ hướng dẫn cho bạn cách lấy hơi thở trong thanh nhạc một cách chính xác nhất nha. Bạn có biết rằng hơi thở trong thanh nhạc rất là quan trọng? Cho dù bạn là một người có một cái giọng hát rất là hay, bạn có tư duy âm nhạc tốt, bạn biết cách để thể hiện ca khúc, nhưng bạn lại không biết cách nén hơi, không biết cách giữ hơi trong thanh nhạc, khiến cho những cái câu hát của bạn bị ngắn và không được trường, không được thoải mái và khiến cho khán giả bị cảm thấy hồi hộp khi nghe bạn hát. Vậy thì bạn phải khắc phục như thế nào? Bạn phải biết cách lấy hơi sao cho đúng, nén hơi sao cho tốt, thì cái âm thanh của bạn, cái âm lượng của bạn, cái giọng hát của bạn mới được tròn đầy và nghe rất là đã tai. Lấy hơi trong thanh nhạc và lấy hơi khi ca hát sẽ khác rất nhiều với việc bạn hít thở bình thường. Vậy nó khác ở điểm nào? Bạn có ngạc nhiên không? Chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy rất là ngạc nhiên khi vì sao mà Minh Trang Lily lại nói rằng lấy hơi trong thanh nhạc và hơi thở, hít hơi thở bình thường nó lại khác nhau. Tại vì khi mà chúng ta thở bình thường thì chúng ta sẽ chỉ lấy hơi bằng mũi và chúng ta sẽ không có quan tâm nhiều đến việc là bạn sẽ lấy hơi nhiều hay ít và bạn sẽ lấy hơi rõ, to hay nhỏ, đúng không? Nhưng mà trong thanh nhạc thì khác. Bạn rất là quan trọng với việc bạn phải lấy hơi nhiều. Và để cho bạn lấy hơi được nhiều thì bạn phải kết hợp giữa mũi và miệng, chứ không chỉ lấy bằng mũi. Lấy bằng mũi thì cái hơi thở và không khí nó chỉ đến phổi của chúng ta và nó sẽ không giữ được lâu vì chúng nó sẽ phải hô hấp. Hô hấp bình thường là hít vào và thở ra, hít vào thở ra. Nhưng mà trong thanh nhạc thì chúng ta còn phải giữ được cái hơi đó ở bên trong để chúng ta phát ra âm thanh và có những cái câu hát dài và những cái câu hát mà ngân nga. Nếu như chúng ta chỉ lấy hơi bằng mũi thì cái hơi thở nó quá ngắn. Giữa cái câu đó bạn phải lấy hơi thì nó sẽ bị ngắt đoạn của cái câu hát, nó sẽ khiến cho cái câu hát của bạn không được hay. Vậy thì sau khi chúng ta lấy hơi được từ mũi và miệng rồi thì chúng ta phải làm cách nào? Chúng ta phải nén được hơi. Và nén như thế nào? Chúng ta nén hơi thì chúng ta sẽ không nén ở trong phổi mà chúng ta sẽ nén bằng hoành cách mô. Bạn sẽ cảm thấy rất là ngạc nhiên khi Trang nói đến hoành cách mô, đúng không? Hoành cách mô là một cái bộ phận mà giữa bụng trên và bụng dưới của chúng ta. Và khi chúng ta lấy hơi bằng mũi và bằng miệng thì chúng ta sẽ phải nén cái hơi đó trong hoành cách mô. Thì cái cảm giác chúng ta nén hơi trong hoành cách mô như thế nào? Cái cảm giác đó nó sẽ khiến làm cho bạn cảm thấy là cái bụng của chúng ta đó nó sẽ phình ra. Vậy thì bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ là cách lấy hơi và nén hơi trong thanh nhạc. Vậy thì cách lấy hơi đúng bây giờ sẽ là lấy hơi bằng mũi và bằng miệng. Đó là cách lấy hơi này, cả bằng mũi và miệng nha. Đó, tức là cái mũi của mình vừa hít vào và cái miệng cũng hít hơi không khí vào. Và sau đó không khí sẽ đi đâu? Không khí sẽ đi xuống hoành cách mô. Là hoành cách mô là đây. Bạn chú ý đến bụng của Trang nè. Bây giờ Trang sẽ đứng lên nha. Trang sẽ đứng lên cho bạn nhìn thấy. Nhìn thấy cái phần bụng của Trang nè. Trang sẽ đứng lên, bây giờ cái bụng của Trang bây giờ là nó bình thường và nó sẽ như thế này. Và Trang nói chuyện thì nó sẽ chỉ ở cái mức như thế này thôi. Tức là khi mà chúng ta lấy hơi vào thì cái phần bụng này nó sẽ phình ra này. Phình ra nha bạn. Bây giờ Trang sẽ lấy hơi cho các bạn xem nha. Cái bụng của Trang hiện tại là như thế này. Nó phẳng như thế này.
Và khi chúng ta lấy hơi trong thanh nhạc thì các bạn tìm cái cảm giác của nó thì hãy lấy tay đặt ở cái vùng hoành cách mô là đây. Các bạn hơi bóp chặt lại một chút và các bạn hít hơi và bằng mũi và bằng miệng. Hít không khí vào nè. Đó, các bạn nhìn thấy cái bụng của Trang hiện tại bây giờ nó đã phình ra hơn không? Và khi Trang đang nói chuyện với các bạn thì nó vẫn phình như thế. Và Trang có dùng tay để bóp chặt lại. Đó, bóp chặt lại tức là sao? Cái khi mà chúng ta bóp chặt lại như vậy là chúng ta đang nén hơi. Và Trang đang nén hơi và đang nín thở đó. Đó, thì các bạn tưởng tượng rằng là khi mình cái bụng nén hơi nó càng chặt. Nó càng chặt mà nó mình vẫn nói chuyện được, mình vẫn hát được. Thì tức là cái hơi mình nén càng chặt và cái hơi mình hát rất dài. Các bạn có để ý thấy rằng Trang vẫn đang nói và vẫn đang nén hơi hay không? Đó, bây giờ thả ra này, thả ra. Đó, bây giờ Trang hít lại nè. Đó, bây giờ Trang hít lại và Trang vẫn đang nén hơi. Thì bài tập của chúng ta sau cái video này của mình Trang Lily thì chúng ta sẽ làm sao? Đó, Trang vẫn đang nén hơi đó, các bạn có thấy không? Đấy, bây giờ thả lỏng. Đó. Các bạn đã nhìn thấy Trang Lily hướng dẫn các bạn cách lấy hơi và nén hơi trong thanh nhạc rồi đúng không? Đó. Bây giờ các bạn hãy tập bằng cách lấy hơi bằng mũi và bằng miệng. Đó. Bây giờ các bạn hãy thử tập cái cách mà lấy hơi vừa bằng mũi và bằng miệng nhá. Các bạn để ý này, nếu như trong khi mình hát mà mình lấy hơi bằng mũi thì cái hơi thở, tức là cái hơi thở khi mà mình lấy bằng mũi á, nó sẽ rất là ngắn. Bạn mở miệng ra bạn hát, bạn phát âm một cái là nó sẽ mất ngay cái hơi thở đó. Còn nếu như bạn lấy hơi bằng miệng không mà không lấy bằng mũi, ví dụ thì khi mà bạn hát nó sẽ bị những cái tiếng lấy hơi rất là lớn trước cái câu hát của bạn, thì khiến cho khán giả nghe cảm thấy bạn bị mệt, hình như bạn đang bị mệt, và khán giả cảm thấy rằng là sẽ không đã cái tai khi mà nghe thấy ca sĩ của mình đang thở hổn hển như thế và rất là lo lắng, thì sẽ không thể nào tập trung để cảm thụ cái âm nhạc mà cảm thụ cái bài hát của bạn đang thể hiện. Chính vì thế bạn vừa phải lấy hơi bằng mũi và phải lấy hơi bằng miệng, và sau đó bạn sẽ nén vào hoàn cách mô. Khi chúng ta tập nén hơi thì chúng ta sẽ đếm cái khoảng thời gian. Bác có bạn bấm điện thoại đó, bấm cái thời gian là bạn nén được bao lâu, và bạn chưa cần nói giống như Trang nha. Bạn chỉ cần lấy hơi, cái giữ được cái hơi, cái bụng của bạn thật chắc, thật các bạn thật chắc, và các bạn dùng tay bạn bóp chặt vào. Bạn bóp càng chặt thì nó lại càng chắc. Đó, bạn cả bóp mà bạn thấy rằng là nó lỏng lẻo quá, tức là bạn chưa lấy được hơi, và bạn chưa lấy được hơi đúng, và bạn chưa nén được hơi đúng. Còn nếu như cái bụng của bạn lấy hơi mà nó cứ chắc nịch ở đây, bạn cứ bóp vào mà bạn thấy nó muốn đẩy cái tay bạn ra như vậy đó, thì tức là bạn đang nén hơi đúng. Và bạn càng nén được lâu thì bắt đầu bạn sẽ tập sang vừa nén hơi và vừa nói chuyện, và vừa nén hơi và bạn vừa hát, thì bạn sẽ cảm thấy rằng cái cách nén hơi đó và cách giữ hơi đó sẽ giúp cho bạn hát rất là trường, bạn hát rất là thoải mái, và bạn cái câu hát của bạn đầy hơi thì khán giả nghe rất là đã tai. Bài học hôm nay chỉ có thế thôi, là về cách lấy hơi trong thanh nhạc, vì đấy là một yếu tố quan trọng nhất để bạn có thể hát được một bài hát. Trang chưa nói về cách xử lý bài hát như thế nào, và Trang cũng chưa nói về cách mở khẩu hình hay phát âm ra làm sao, mà cái quan trọng cốt lõi đầu tiên trong thanh nhạc đó chính là hơi thở. Và bạn phải tập được cái hơi thở thật chắc, thật đầy đủ, thì bắt đầu bạn mới có thể chuyển sang một cái phương pháp khác để hỗ trợ cho bạn trong phần ca hát của mình. Vì vậy buổi học ngày hôm nay thì Trang chỉ nhắc tới việc lấy hơi trong thanh nhạc thôi. Và bạn nếu như thực sự rất yêu thanh nhạc thì bạn hãy tập đi nha. Bạn hãy tập cách lấy hơi làm sao cho đúng và nén hơi làm sao cho chắc, cho giữ được lâu, thì sẽ bổ trợ cho bạn rất nhiều trong phần ca hát của mình đấy.
Nếu như các bạn đang muốn mình cho Lily hướng dẫn cho các bạn một ca khúc cụ thể nào đó thì bạn hãy comment vào phần bình luận dưới video này để cho mình cho Lily sẽ tìm được cái cách hát thật là hay và phù hợp với cái giọng hát của bạn để cho các bạn có những cái cách hát thật là hấp dẫn và các bạn sẽ nhận được rất là nhiều yêu thích đối với khán giả của các bạn đó nha. Và thời lượng video ngày hôm nay của Minh Lily xin kết thúc tại đây. Minh Lily xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi Minh Lily từ nãy đến giờ. Minh Lily rất mong rằng sẽ nhận được nhiều sự phản hồi của các bạn dành cho Minh Lily qua những cái buổi hướng dẫn thanh nhạc của Minh Lily. Minh Lily cũng xin chúc các bạn sẽ hát thật hay và sẽ chinh phục được thật nhiều những cái ca khúc và những cái thể loại âm nhạc khác nhau. Video sau thì Minh Trang Lily sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách mở khẩu hình và phát âm trong thanh nhạc như thế nào. Chính vì thế các bạn đừng quên bấm chuông thông báo để không bị bỏ lỡ bất cứ một video nào mà các bạn đang yêu thích từ kênh của Minh Trang Lily nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.